Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 20 tháng 12, bão số 9 đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 22 giờ ngày 20 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Hải Nam, Trung Quốc, khoảng 180 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 7. Dự báo sáng 21 tháng 12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía bắc Biển Đông. Như vậy, bão số 9 không còn khả năng ảnh hưởng tới vùng biển và đất liền nước ta. Đây là tin cuối cùng về bão số 9. Dự báo thời tiết 10 ngày tới. Phía Tây Bắc Bộ. Từ đêm 20 đến 24 tháng 12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 25 đến 30 tháng 12, có mưa vài nơi, riêng ngày 25, 26 tháng 12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét đậm, có nơi rét hại, riêng Sơn La, Hòa Bình trời rét, có nơi rét đậm. Phía Đông Bắc Bộ. Từ đêm 20 đến 24 tháng 12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 25 đến 30 tháng 12, có mưa vài nơi, riêng ngày 25, 26 tháng 12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Từ đêm 20 đến 24 tháng 12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 25 đến 26 tháng 12, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét. Từ ngày 27 đến 30 tháng 12, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác. Trời rét. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Từ đêm 20 đến 24 tháng 12, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 25 đến 30 tháng 12, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên. Từ đêm 20 đến 30 tháng 12, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 22, 23 tháng 12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực Nam Bộ. Từ đêm 20 đến 23 tháng 12, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 22, 23 tháng 12 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày 24 đến 25 12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 26 đến 30 tháng 12, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Khu vực Hà Nội. Từ đêm 20 đến 24 tháng 12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 25 đến 30 tháng 12, có mưa vài nơi, riêng ngày 25, 26 tháng 12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm.